Người thứ ba. Tao không cho mày vô nhà. Bữa nay mày vô nhà là tao giết mày đó. Tao không giết mày, tao không phải con người. Thì anh đánh em rồi thì thôi, bây giờ anh cho em vô nhà nấu cơm cho con ăn đi. Tại vì 5 giờ là nó tan rồi. Rồi năm mấy nó về tới đây không có cơm, tội nghiệp nó. Cái nhà này không có mày, cha con tao không có chết. Tao nấu cơm ăn xong rồi dư cơm má đổ cho chó ăn có nghĩa hơn cho mày ăn. Ra đường thấy người đặng bạn tao thấy ham. Về nhà thấy cái mặt của mày là tao làm ăn tao ngóc đầu không có nổi. Nó thằng chồng vậy vậy cái ban đầu thì không đi vô. Sao cái mà ghen tụt quần cái đi vô này này kia. Bậy nó trời mà. Cũng đáo để dữ. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại khung giờ quen thuộc của chương trình Người Thứ Ba. Chúng ta luôn có hẹn vào lúc 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi luôn rất là cảm động với tình cảm mà quý vị khán giả đã dành cho chương trình và lựa chọn chương trình như một nơi để có thể giải bài cái câu chuyện của mình. Những câu chuyện ở những cái hình thái rất là khác nhau, có khi chúng ta là một cái người đã phải đánh mất cái cuộc hôn nhân của mình vì cái sự chen chân vào bởi một cái người thứ ba nào đấy. Hoặc chúng ta trong những giây phút lỡ lầm và cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình, chúng ta đã chủ động tìm kiếm đến với người thứ ba và từ đó làm cho cuộc hôn nhân phải đối diện với rất nhiều sóng gió. Hoặc là chúng ta lại trở thành người thứ ba, không có sự phán xét nào ở đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe vài dòng giới thiệu từ vị khách mời của chương trình ngày hôm nay mọi người nha. Chào chị. Xin chào mọi người, chào em gái xinh đẹp. Yeah. Chị 57 tuổi, chị đến từ Vĩnh Long. Cuộc hôn nhân của chị gãy đổ là do người thứ ba chen chân vào. À, có nghĩa là hiện giờ nó đã gãy đổ rồi. Chị đã gãy đổ. Dạ, yeah. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái hành trình cách đây mấy mươi năm trước. Cái cơ duyên nào mà anh với chị kết hôn với nhau? Ngày này trước á là chị với anh á là làm chung một chỗ. Dạ. Nhưng mà chị với anh là không có quen nhau. Chị chưa có người yêu. Rồi lúc đó thì người ta có cái quan niệm là môn đăng hộ đối. Cho nên gia đình cái cô đó là khi dễ, nhưng mà hai người rất là yêu nhau. Anh buồn không biết nói với ai. Yeah. Cho nên là anh hay nói cho chị với chị bạn nghe. Thì từ cái cảm thông mà cảm thông cái cuộc tình đó đó, rồi chị an ủi, rồi cái cũng khi buồn thì ba anh em rủ nhau đi ăn chè. Thì từ đó anh mới để ý chị. Vậy thì chuyện đó là cách đây bao nhiêu năm rồi chị? 30 mấy năm. Vậy thì từ cái chuyện mà mình thấu hiểu những cái tâm tư của nhau, rồi mình nhận ra là mình yêu nhau, thì sau đó bao nhiêu lâu thì hai người đồng ý đám cưới? Chỉ có 6 tháng thôi, nhưng mà thật tình thì chị không có yêu anh. Vậy thì tại sao lúc đó chị đồng ý là cưới ảnh? Tại vì lúc đó đó là nó là 23 tuổi là sắp lỡ thời rồi. Ế rồi đó. Ế là sắp ế rồi đó. Ôi là trời, 23 tuổi bây giờ hả, ăn cơm nhiều khi chén bát còn chưa biết chồng rửa nữa. Thì nói đúng ra là chị không có yêu anh thiệt. Chị nghĩ là nếu mà thôi mình ưng ảnh á, đỡ hơn là cũng mai mốt sao anh này mà anh mình không ưng, bắt gả một người mà không quen, không biết, chưa từng nói chuyện thì nó sẽ tệ hơn cái anh này nữa. Có nghĩa là lúc đó mình đồng ý lấy chồng vì tình yêu thì không có, nhưng mà nó có những cái gạch đầu dòng khác mà mình cảm thấy cũng tạm yên tâm. Tạm yên tâm. Vậy thì bây giờ mình đi tiếp thôi. Thế là mình đã cưới trong một tâm thế là không vì tình yêu nhưng mà có sự thuận lòng. Vậy thì được, và cái được đó sau cái đám cưới nó có tiếp tục được không? Thì sau đám cưới thì đúng là từ từ cũng thương, anh cũng lo, cũng chăm sóc, cũng quan tâm, thì cũng được mấy năm hạnh phúc. Mấy năm là lúc đó là con mình cỡ mấy tuổi, trong khoảng thời gian các con trong khoảng bao nhiêu tuổi thì cái hôn nhân của mình nó rất là êm đẹp, nó rất là bình an chị? Bình an nhất mà duy trì. Cảm nhận vui nhất là khi con chị hơn 3 tuổi. Nghĩa là từ lúc đám cưới cho đến khoảng 3-4 năm sau. Rồi vậy thì cái sự kiện nào là cái sự kiện đầu tiên để mình hiểu rằng là sóng gió nó ập tới với hôn nhân của mình rồi? Khi mà chị có con á, thì anh nói là thôi ở nhà đi, để anh đi làm. Thì cũng anh cũng đi sáng đi chiều về, cũng quan tâm mua đồ ăn, mua này kia, cũng thương vợ nha. Dần dà khoảng con chị mười mấy tháng, chị thấy anh đi về trễ. Là lúc đó con thứ nhất hay là con thứ hai? Con thứ nhất, nên anh về trễ nè, do anh đánh bài. Vậy cái lúc mà mình quen, mà mình làm chung công ty với ảnh, chung chỗ làm, là mình có thấy ảnh hết thích đánh bài không chị? Không thấy. Không thấy chứ không phải là mình không chắc.
Nhưng mà chỉ biết là lúc không, đó là chắc chắn là không có. Chắc chắn là không luôn. Anh không biết mê hay chưa, nhưng mà chị thấy anh về trễ. Anh là do công việc. Thì thôi, sau một thời gian cũng ngắn thôi, chị nhận được, chị ở nhà chị nhận được một cái tờ giấy công an huyện Long Hồ báo là anh phải cái gia hạn ngày đó anh phải trả một số tiền, nếu không thì người ta sẽ chuyển qua thi hành án. Thì chị điến hồn rồi. Lớn không chị, số tiền lúc đó là bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Lúc đó vàng nhiêu chị? Giờ mình quy ra vàng là mình hiểu giá trị liền nè. Vàng là 170 mấy một chỉ đó. 170 mấy mà anh nợ 1 triệu. Có nghĩa là anh nợ lãi gần một cây vàng. Hơn cây vàng là do tiền lãi nữa. Cộng thêm tiền lãi nữa. Rồi chị gặp cái tờ giấy đó rồi chị đưa ra cho anh. Anh chưa về. Rồi chị cầm ở đó chị, chị lặn người, chị điến hồn, chị không biết làm sao á. Bần thần luôn. Chị hết hồn. Chị cầm một chút xíu, chị đọc lại một lần nữa. Xong chị trông ảnh về, chứ hồi ngày xưa không có điện thoại. Ảnh hùng làm ăn với người ta thua lỗ. Rồi chị mới nói là thua lỗ gì mà vay tới 1 triệu đồng dữ vậy. Rồi ảnh mới nói cho chị nghe, phân tích cho chị nghe này nọ, thì chị cũng tin thôi. Rồi với lại mình tin chồng. Tin chồng, không có tiền trả cho nên bán cái nền đang ở, chỉ cái nhà lá thôi. Bán xong hai vợ chồng đi về quê của ảnh là ở nhờ trên đất của người chị thứ tư. Thì về chòi đó chị, về cái chòi đó chưa bao lâu thì chị phát hiện chị mang thai. Là đứa thứ hai. Đứa thứ hai. Sau lần đó nó không biết lý do gì thì ảnh cũng nghỉ làm. Về là làm ruộng, rồi ảnh nuôi vịt 100-200 con vậy đó, ở nông thôn mà. Nuôi vịt thì mình không có nhốt ở vườn nhà mình hoài. Đồng mình hết thì ảnh phải đem lại đồng cái bên. Dịch chạy đồng liều. À chạy đồng dịch đó. Dịch chạy đồng mọi người, có cái cụm từ là dịch chạy đồng. Đem dịch đi chạy đồng đó. Bán mấy bài dịch đó thì không có thấy lời. Chỉ là lo tiền đủ gạo ăn trong ngày của gia đình thôi. Chứ người ta nói là dịch lời lắm, nhưng mà ảnh tính với chị thì cũng có lời. Nhưng mà sao mỗi lần như vậy không thấy tiền. Rồi lúc đó là ngoài cái việc mà mình có một cái bầy vịt để chạy đồng như vậy, thì cái kinh tế của anh chị là còn cái gì khác không? Công việc của chị lúc đó có thêm một công việc gì mới không? Không, chị không có làm gì hết. Tại vì con lớn chị có 3 tuổi mấy mà chị ốm nghén mang thai đứa thứ nhì, cho nên chị không có làm gì hết. Và tính ra là mình gia cảnh không có dư giả, mình cũng không có thêm công ăn việc làm. Thành ra là tính là sẽ rất là phụ thuộc vào cái việc là công việc làm kinh tế. Rồi sau đó thì sao chị? Thời gian một bài dịch, hai bài dịch không có lời. Thì anh nói là tại vì bán không có lời, trả tiền lúa tiền này kia cho nó ăn á, thì không có còn, chỉ mua đủ gạo ăn thôi. Mình lại tin chồng. Lại tin. Thì một thời gian sau á, thì chị biết là không phải anh, không phải là dịch lỗ, mà là lại phát hiện là anh vẫn còn đánh bài. Rồi cái chị về, chị mới khóc với má chị. Má chị mới nói thôi bây giờ á, má hỏi cho có chỗ chở gạch mướn. Thì anh về anh chở gạch. Chị mới bồng chóng đi với ảnh đi về quê má ruột á, ở nhờ để mà đi chở gạch. Thì chở gạch mướn á, thì bắt đầu á, mới xuất hiện người thứ ba. Tứ đổ tường thì mình thấy là phát hiện là cờ bạc rồi. Đầu tiên là cờ bạc. Rượu chè có không? Rượu chè thì không có. Rồi, 4 là có hết 2. Vậy thì cái bối cảnh mà mình về nhà má ruột mình ở để ảnh mỗi ngày đi chở gạch công như vậy, thì ảnh bắt đầu có người thứ ba. Thì do đâu mà chị biết chính xác là chồng mình có một cái người phụ nữ nữa? Tại vì mới đầu thì đi chợ mướn. Nhưng mà anh nói đi chợ mướn hoài không có chỉ đủ ăn thôi. Bây giờ là đi có cái là mình đi mua, mình phải có vốn mình đi mua. Mình mua mình đem lại lò gạch mình sang. Thì mình mới có tiền, mới dự trữ được một số tiền mình mới cất nhà. Chứ cái nhà lá của mình mà mình đi lên đây mà nói nhờ má thời gian về, nó cũng đã gần dột nát rồi. Cố mấy công đất, 2 công 2 đất của ông già chồng cho để về làm vốn. Anh nói sao thì chị nghe vậy. Với lại tính cũng hợp lý, nghe nó cũng hợp lý đúng không chị? Rồi. Chị đi chùa, chị mới ngồi tình cờ ngồi chung với cô sáu em đó. Mà chị không biết. Cái cô đó mới nói chuyện nói gần nói xa, sao chị nghe nó kỳ kỳ. Thì ngày đó chị mới dở lẽ ra cái người thứ ba đó là bạn học của em gái chị, là người thứ ba thứ hai làm chị đau. Người thứ nhất chị cũng đau, nhưng mà chị cũng tin tưởng ảnh. Nhưng mà bây giờ là ảnh thương người đó rồi. Giờ nếu mà chấp nhận anh đi về đây anh sống như vậy đó, còn anh đi mần thì như chồng anh sống như vậy đó. Nếu chịu thì sống, không chịu thì muốn đi đâu đi đi.
Dần già thì chị thấy anh không mang tiền về nữa, thì chị nghĩ là gạch không có lời thôi. Nhưng mà có một hôm đó, một đứa ở xóm á, nó nói là tôi thấy ổng với cái cô đó, cái bà đó đó, thấy kỳ lắm nha. Mà tôi thấy bà tội nghiệp quá, bà không hay gì trơn á. Mấy tháng nay rồi tôi thấy mỗi lần mà đậu ghe lại á, chơi đánh bài chung á, thì ngồi giữa nhau chơi hai người một tụ, ăn cơm á thì ăn cơm chung, hoặc là lên ổng mua cái này cái kia cho cái bà đó. Là cái chung. Cô đó là cái cô nào? Cái cô đó cũng đi bưng gạch. Thì dần già thì chiều chiều cái anh ấy, anh đi qua bên là gạch, anh lấy tiền. Anh chạy ghe anh đi. Là đi qua đó đó. Đi qua đó, nhưng mà chị nghĩ là anh đi lấy tiền. Nhưng mà tới khi đứa, cái thằng ở xóm nó nói vậy, thì chị mới góp nhặt lại là thời gian gần đây không có đem tiền về, mà còn về lấy tiền thêm cái tiền cố đất đó. Cũng mất hết. Cái chị về chị nói, thì anh nói là anh em mà đi chung thôi chứ không có vậy đâu, đừng nghĩ bậy. Cái chị cũng nhằn nhưng mà chị vẫn tin ảnh. Thì thôi bây giờ anh nghĩ đi theo chị ba đi bán lúa. Thì anh đồng ý. Rồi anh đồng ý là đi chợ lúa. Rồi về đi lúa với người chị. Đi lúa một thời gian thì anh mới có mua lời cho chị là một sợi dây chuyền hai chỉ, đi có lời ngon lắm. Thì lần thời gian đầu cũng xong rồi về tiền cũng đưa, cũng thương yêu, cũng chăm sóc, cũng quan tâm, bệnh cũng lo. Ở dưới quê mình mẹ em thấy hồi xưa mà có chiếc ghe là coi như là kế sinh nhai, là trên cái ghe đó là làm có ăn tiền được nhiều lắm. Thứ bởi vì ta nói đàn bà là niềm đau của đàn ông cũng đúng, thấy không, chưa dướng vô đàn bà làm gì cũng lợi hết trơn. Rồi sau đó thì sao? Sau một thời gian cái chuyện trong nhà, chuyện tiền nông, điện tiền nước, tiền con này nọ, thì chị và anh cũng có hụt hạt. Xong rồi anh vẫn đi buôn bán bình thường. Hụt hạt là vì ảnh nói mình xài không đúng hay là ảnh đem về ít? Là do con nó đóng tiền này tiền kia, tiền chợ ảnh vẫn đưa, đám tiệc có. Thì thôi chị cũng tin tưởng mà. Nói đúng ra thì mặc dù không có tình yêu nhưng mà sanh con, thấy ảnh tốt, ảnh lo lắng ha, đối xử dòng họ chị tốt thì chị cũng thương. Đi cũng nhớ, cũng trông đợi. Từ từ riết cái đi về ngang, đi bán gạo về ngang, lên tắm bỏ bộ đồ dơ đó, lấy bộ đồ sạch đi, đi rồi không về. Thời gian như vậy là kéo dài khoảng gần 4 tháng. Gần 4 tháng. Trong 4 tháng đó có lần nào chị hỏi ảnh là ủa sao mà đi mãi miết như vậy không? Ở nhà chi đặng gây lộn hả? Dạ. Đi vô chổng coi, ví dụ như giờ mua lúa không được thì người ta chà xong người ta bán cám, mà tôi bán cám tôi kiếm tiền. Thì cũng hợp lý. Lại thấy hợp lý. Rồi sau đó thì sao? Thì một hôm đó cái anh kia anh mới ghé, anh nói anh thấy thím hiền quá, anh nói cái này cho thím nghe, nhưng mà thím phải giữ kẻ nha. Mình toàn là nghe người ta nói lại cho mình không nghe. Lần thứ nhất cũng vậy, lần thứ hai cũng vậy. Anh thấy con nhỏ bán quán đó nó mượn tiền, rồi thấy thằng này đi chở tủ lạnh về cho nó, tủ lạnh mà ướp trái cây giống hai tủ lạnh gia đình nha. Dạ dạ. Chẳng bán cho mấy chàng, ngày xưa mấy chàng đông lắm. Dạ. Yeah. Thím để ý coi làm sao, chứ sao tôi thấy nó ở mấy chà thường, chị nó không có về nhà đúng không? Nó cái đầu chị nó làm cái hừng, trong lòng chị nó làm một cái hừng lên một cái, tại vì chị đã nghi rồi. Chị đã nghi ngờ rồi. Đâu có lý do gì mà một tháng trời là chị đã nghi rồi. Nhưng mà chị không biết làm sao. Chị về chị hỏi ảnh. Chị mới nói là bữa nay em theo anh vô trọng. Đi. Chị đi vô thì chị quan sát thấy cái nhà của cái cô quán của cô đó là kế mấy chà, bán đủ thứ đồ hết, có cái tủ lạnh mới mua, tủ thiệt lạnh luôn. Cái cây thiệt luôn. Thì chị mới hỏi mấy người bốc giác đó, thì mấy người bốc giác nói cái đó của bà sao em đó. Thì trùng khớp với lại cái anh kia nói. Chị qua chị mua thì sao không gặp cái cô đó. Chị mới đi về, chị về đây phụ chà xong rồi chị đi về. Đi về thì chị mới bắt chợ gặp những cái người mà có chà trong mái chà đó. Chị mới hỏi thăm thì chị thấy, chị nói tao không biết nhưng mà tao thấy lúc này là nó thường ở đó. Chị bắt đầu là chị thấy trong lòng mình nó đau rồi đó. Là người thứ ba thứ hai làm chị đau, người thứ nhất chị cũng đau, nhưng mà chị cũng tin tưởng ảnh, với lại chị thuyết phục ảnh còn nghe. Khi tới người thứ ba này đó thì chị nói thì không có còn được nữa, là do anh ấy cái nghề này là phải tiếp xúc nhiều người, người ta thấy em không đi người ta chọc em, hay là người ta thấy em ghen quá người ta chọc. Ủa em chưa ghen lần nào mà. Cái anh nói là em đi vô đó là người ta đã đồn gùm hết trơn rồi. Ta nói lúc này vợ mày nó ghen làm sao mà nó theo. Rồi một lần nữa có một chị dâu bà con của chị gần mấy chà đó mới lại đi tiệm, cho nên chị mới bắt gặp cái thằng bé đó. Nó nói chị Sáu ơi,
lấy cho anh Sáu gói gói thuốc. Thì con nhỏ này mới lấy gói thuốc đưa thằng nhỏ, nhỏ xách nó chạy đi. Chỉ mới không mua đồ, chỉ mới đi theo thằng nhỏ coi anh Sáu là ai. Tại vì con nhỏ này nó lỡ thời hay là nó gãy gánh gì đó. Thì anh Sáu ở đâu ra? Thì đúng anh không? Sáu ở đâu ra? Rồi, tới chị mới chị đặt vấn đề. Chị mới đi theo thằng nhỏ, te te đi theo, chạy theo thằng nhỏ. Thì thấy thằng nhỏ giục gói thuốc vô lòng của chồng chị. Với chị bữa đó xuống đây mua gạo là tại vì chị mới nói là tao nói cho mày nghe, mày đừng có nói. Chị mới kể như vậy đó. Chị mới về, chị bắt đầu là chị nói thẳng luôn, chị khóc, chị nói cãi sanh tử luôn, cãi qua cãi lại sanh tử luôn. Trong riêng cái cô này là bảo vệ quyết liệt. Lần này nói là ảnh cãi, ảnh quyết liệt, ảnh nói không có. Ghét nhất là đàn bà lầu bầu. Ra đường thấy đàn bà người ta thấy ham, về nhà thấy cái mặt của mày là tao làm ăn tao ngóc đầu mới nổi. Mà lúc đó mình cũng thấy tự ái, tự ái thôi chứ mình cũng không nghi nhiều. Buồn, cũng tức, cũng buồn, nhưng mà cũng thương. Cứ vậy không, cái tới chừng khi mà đổ bể ra một lần đó, chị đi chùa, chị mới ngồi tình cờ ngồi chung với cô Sáu em đó. Mà chị không biết cái cô đó mới nói chuyện nói gần nói xa, sao chị nghe nó kỳ kỳ. Nói thằng chồng vậy, cái ban đầu thì không đi vô, sao cái mà ghen tụt quần cái đi vô này kia. Bậy nó mà trời cũng đáo để dữ. Vậy đó. Mà mình không biết cổ, không biết cổ là ai, nhưng mà chị nghe sao mà sao nó khớp với mình vậy. Giống giống sao ngộ. Ừ, cái người bên đây nói sao em xem mày đưa tao cái đó coi, cái muỗng hay gì đó. Thì chị trời ơi, cái lòng ngực chị thiếu điều. Lúc nó đó tim mình sao chị, nó dồn dập, nó thở chỗ này nó nhịp còn hơn là ốm nghén nữa. Mà người của chị nó rụng xuống như là cái áo mà em buông xuống vậy nè. Chị nói bây giờ chị còn nổi da gà. Dạ em thấy. Chị cố bình tĩnh, chị không khóc. Chị đi xuống, chị mới hỏi những người gần đó đó. Thì ngày đó chị mới dở lẽ ra cái người thứ ba đó là bạn học của em gái chị. Tán cái chị té đó cái đuổi liền, thấy cục lửa trắng tươi liền. Mà đánh nhiều đánh không? Cho nên đánh thì đánh ít, nhưng mà cái là đá một cái. Cho nên chị khi mà giờ nào chị nhịn, chị tức quá chị nhịn không được chị nói, thì chị thủ cái đường chị chạy. Chị chạy là không cho vô nhà. Thì chó ở giường mà ở gần nhà bên nó thấy bóng tối người ta thì nó sủa. Anh kiếm theo con chó thì anh sẽ thấy chị. Cho nên anh con chó nó sủa hướng đó đó, thì chị phóng bên cái xoài. Chị sợ anh đánh, chị sợ anh đánh nổi mà chị không còn biết sợ gãy tay gãy chân hay là cái gì hết. Chị ngồi im lặng nặng cái cây đừng rung, nặng cho con chó nó đừng sủa. Tao không cho mày vô nhà, bữa nay mày vô nhà là tao giết mày đó. Tao không giết mày, tao không phải con người. Cái nhà này không có mày, cha con tao không có chết. Tao nấu cơm ăn xong rồi dư cơm má đổ cho chó ăn có nghĩa hơn cho mày ăn. Lúc đầu nói chuyện thì còn anh em, người sau này là mày tao. Tao mần cực khổ mà tao đưa tiền mày hả? Tao mần tiền cực khổ mà tiền tà mà tao đưa cho mày quản lý. Rồi khi tao cần tao phải chầu trực mày hả? Nhưng mà em hỏi chị nè, liên tiếp những cái cư xử của người ta dành cho mình như vậy, lúc đó chị có nhận ra là thực ra là người ta không yêu mình nữa rồi không? Chị cố diện lý do, chị cố bào chữa là do anh say nắng với người thứ ba. Rồi đàn ông nào mà không cọc cằn rồi. Rồi về là chị thì chị đầu tắt mặt tối, nhiều khi chị bủi một cục vậy rồi chị ra vô, nhiều khi chị hôi heo là chị hôi khói. Vậy anh nói gì với chị? Thì bây giờ anh nói là thời gian trước á, chị như vậy đó cho nên anh mới làm bạn với người đó thôi. Nhưng mà bây giờ là anh thương người đó rồi. Giờ nếu mà chấp nhận anh đi về đây anh sống như vậy đó, còn anh đi mần thì như chồng anh sống như vậy đó. Nếu chịu thì sống, không chịu thì muốn đi đâu đi. Đâu có đi ly hôn, đuổi chị đi. Tại sao anh không chọn cái cách ly hôn mà anh lại chọn cái cách là chị đi đâu chị đi? Không biết, chị không hiểu nổi luôn. Mà một tháng đuổi chị là khoảng 20 lần tới 25 lần. Ngày nào cũng nói cái chuyện đó. Miễn về chị đừng nói tới thì thôi. Đi về ầm đùng sắn, dằn mâm sắn chén vậy đó hen, là mặt mày đánh không chị? Hình sự đánh. Anh tán cái chị tén đó cái đuổi liền, thấy cục lửa trắng tươi liền. Mà đánh nhiều đánh không? Đánh cái chị chạy rồi. Chị nhỏ con nhưng mà chị sợ đòn lắm. Đánh cái chị chạy rồi. Cho nên đánh thì đánh ít, nhưng mà cái là đá một cái. Cho nên nó chị khi mà giờ nào chị nhịn, chị tức quá chị nhịn không được chị nói, thì chị thủ cái đường chị chạy. Thì chị chạy, chị chạy là không cho vô nhà. Thì chó ở giường mà ở gần nhà bên nó thấy bóng tối người ta thì nó sủa. Nó sủa thì ảnh gọi cái đèn mà thứ đèn đi soi ở giường đó. Anh kiếm theo con chó thì anh sẽ thấy chị. Cho nên ảnh con chó nó sủa hướng đó đó, thì chị phóng bên cái xoài. Chị sợ anh đánh, chị sợ anh đánh nổi mà
chị không còn biết sợ gãy tay gãy chân hay là cái gì hết. Chị chạy thục mạng luôn, chị mới phóng lên nhánh sòi, chị đu lên. Chị đu lên bắt đầu chị ngồi im lặng nặng cái cây đừng rung, nặng cho con chó nó đừng sủa. Thì ảnh quét đèn pin về, ảnh không thấy, ảnh thấy con chó vô nhà rồi. Thì ảnh tưởng là ảnh chạy, chị chạy đi đâu rồi, ảnh mới dội ra bì bờ chăm bầu á. Rồi xong không có, ảnh mới đi vô. Là ảnh tìm để anh đem mình về hay anh tìm để đánh tiếp? Mà được đánh chị á. Thì sau đó thì diễn biến hai vợ chồng sao? Mà em thắc mắc là chị có lần nào đi vô gặp cái cô sáu em đó một cách chủ động không? Không, chị đâu biết mặt đâu. Bữa đó đi chùa chị mới gặp. Rồi sau cái bữa đi chùa đó cho đến sau này là có lần nào đối diện với cái cô đó không? Không có. Không luôn, không chỉ luôn. Là mình xử lý với chồng mình thôi. Chị nói với anh thôi, thương con á, là anh bỏ hết đi, rồi vợ chồng mình sống. Bây giờ mấy chà đó không được thì đi mấy chà khác. Còn như nếu anh quyết tâm anh vẫn chà mấy chà đó mà anh chà rồi anh về thì không sao hết. Chứ anh đừng ở lại, anh không chịu. Anh nói là quen lâu rồi anh thương, chấp nhận vậy thì chấp nhận, còn không chấp nhận thì muốn đi đâu đi đi. Hồi đó mày ở nhà về đây đi, một tay không thì giờ mày đi cũng tay không. Vậy thì đến cái sự kiện mà đỉnh điểm để mà mình quyết định là phải rời khỏi nhau thì nó liên quan đến cái sự kiện gì chị? Anh say nắng tới nờ thấm rồi, anh không còn rời xa được. Vì anh không chu cấp tiền nữa thì chị đi rửa chén mướn để là lo. Lúc đó anh còn về nhà không? Anh không chu cấp nhưng mà anh có còn ghé về nhà không? Thỉnh thoảng về nhưng mà về không ai nói tới ai. Đừng nói tới. Nói tới là mày ở được được mày đi đi. Yeah. Nhà này của tao. Mình biết là mình không rời khỏi cái nơi không đó đi được. Thế thì sau đó thì như thế nào để mà mình quyết liệt mình từ bỏ? Rồi một ngày đó tình cờ chị mới đi lên trên Vĩnh Long á, là lên Vĩnh Long nhưng mà cũng vùng ven nông thôn á, bà con chị là đám giỗ bà con. Thì bức xúc quá chị mới kể cho chị của chị nghe, chị con bà con bằng gì, chị mới nói cho chị nghe. Thì tới cái đỉnh điểm mà cái câu chuyện kể dài dòng thì tới cái câu chuyện à, mỗi lần mà anh đánh anh đuổi em á, em không biết đi đâu thì em chạy ra giường. Có một lần á, chạy đường của mình á thì anh chạy theo anh túm được tại vì anh đô lắm. Thì chị đi tới cái mương của nhà cái bên á, có cái hồ cá đó. Chị bay qua bển thì chị lùng mà, chị bay cái chị chộp được cái mương, cái giò chị tới, nhưng mà tới cái mission á thì cái đây chị ôm cái bờ rồi, còn cái giò này chị làm cái bụm bụm ở dưới á. Thì chị sợ quá trời luôn. Chị nhìn lại chị thấy ổng đứng đó, ổng cầm cái cây là ổng rượt mình đó. Cầm cây thì ổng nhìn vậy nè, là ổng không biết định làm cái gì. Nhưng mà chị quay lại thấy ổng là hết hồn bường leo lên chạy qua nhà cái bên năn nỉ người ta núp một chút. Thì con nó không có nhà thì chị mới chiều rồi chị thấy 4-5 giờ, chị sợ con nó đói, chị mới đi về. Chị lội về thì anh nghe là xào xạc ở ngoài giường đi vô đó. Chị về anh mới nói là tao không cho mày vô nhà, bữa nay mày vô nhà là tao giết mày đó, tao không giết mày, tao không phải con người. Thì chị mới nói là thì anh đánh em rồi thì thôi, bây giờ anh cho em vô nhà nấu cơm cho con ăn đi, tại vì 5 giờ là nó tan rồi. Rồi năm mấy nó về tới đây không có cơm tội nghiệp nó. Để tao nấu được. Cái nhà này không có mày, cha con tao không có chết. Tao nấu cơm ăn xong rồi á, dư cơm á đổ cho chó ăn có nghĩa hơn cho mày ăn. Những ký ức không thể nào quên của đôi phượt thủ. Tôi bị sạn mà kết quả ra thì là ác tính. Tao chừng nghe đó là tôi khóc, tại vì ung thư mà. Cùng nhau trải qua những chuyến hành trình đầy thú vị. Đi đâu thì bà cũng ngồi phía sau. Lần này mới thấy bà đi hôm trước. Mình mới thấy mấy chục năm rồi mà xã bà luôn đi theo mình, nhất là ở một cái chỗ xứ lạ. Trời. Thuận vợ thuận chồng với chủ đề Cùng em đi khắp thế gian của cặp đôi phượt thủ U70 được phát sóng 10 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh Chat TV Show. Thì chị của chị bức xúc. Chị nói vậy sao mày chịu đựng nổi hay vậy? Vậy chứ giờ em đi đâu, giờ em không biết đi đâu. Con em còn nhỏ mà em sợ nó học không được tới nơi tới chốn. Thì chị nói giờ mày chịu đi không, mày dám đi không? Tao giới thiệu cho mày đi. Tao nghe nó nói câu nói mà cơm mà để cho chó ăn vậy là nó quá đáng lắm rồi mà mày chịu đựng. Thì chị không kịp suy nghĩ gì hết, chị nói đi. Cái chị điện liền. Chị điện liền ở trên Biên Hòa, Đồng Nai. Lúc đó chị 45 tuổi.
Rồi về nói với con là con kêu đi. Chị mới kể cho con nghe thì đứa con trai, đứa con gái nó lặng thinh nè. Giờ mẹ ở nhà thì sáu cái lỗ tai nghe chửi, bây giờ mẹ chịu hết nổi mà mẹ không tiền. Mà mẹ không có mai có tiền thì thôi giờ mẹ đi đi, mẹ còn nhiêu tiền mẹ làm được đường xe mẹ đi đi. Thì chị mới để lại cho nó 1 triệu, còn nhiêu chị không nhớ, chị bỏ túi chị đi. Đi mà nó sợ kinh khủng, sợ anh bắt gặp anh đánh chết. Chị khóc không được luôn. Nhưng mà chị quyết định đi là chị không chịu nổi nữa. Thế thì khi mà mình lên tới Biên Hòa, mình đi làm cái tháng lương đầu tiên của mình, mình nhận tiền mà mình làm được, cái số tiền đó nó lớn hơn nhiều so với cái lao động trước đây của mình đúng không? Nhiều. Rồi vui không? Mừng lắm. Rồi mừng cảm thấy được giải phóng chưa? Khi mà mình nắm được trong tay một cái thu nhập, lúc đó chị có cảm thấy tự tin lên trong cuộc đời mình, rồi mình cảm thấy mình nhìn về phía trước là mình mạnh dạn hơn nhiều không? Chị mừng vui thì có, nhưng mà ở nhà thì mình khổ cái khác. Chị ra đường, chị đi ra khỏi nhà thì chị lại khác. Khổ cái khác đúng là rồi. Chị thao thức, chị đau xót là con chị không ai nấu cơm. Nhưng mà chị mừng là chị có tiền đó. Chà. Rồi sau đó đến khi nào thì hai vợ chồng quyết định là chấm dứt với nhau? Sao con chị nó lên đây nó thuê phòng trọ để nó học đại học đó. Là con bé nhỏ đó. Thì khi lên đây rồi nó đi về, nó thấy cha nó có một mình, lúc đó là không biết là còn với cô đó hay không, nhưng mà là hết tiền hay gì. Hết tiền. Ở nhà nằm chèo queo đó, bệnh sốt. Nó thấy vậy á, nó về nó thấy vài lần, nó thấy cô đơn tội nghiệp á. Nó mới kêu lên để mà bệnh nó chăm sóc. Thì chị thấy vậy, chị mới nói thôi ở không chi vậy thôi, kêu cha con đi làm bảo vệ đi để kiếm tiền. Thì bữa đó chị nghe điện thoại thì ổng nói là mày có tin là chưa ly dị tao giết mày không. Thì sáng hôm sau chị rời khỏi cái phòng trọ đó là chị về Vĩnh Long, chị làm đơn ly dị. Rồi cái chị ảnh mới điện cho chị, điện 38 cuộc tới chừng mà không bắt máy. Lúc đó là chị đi ra đường, chị không bắt máy thì chị điện cho chị của chị. Điện của chị điện cho chị nói mày bắt máy đi. Nó năn nỉ tao, nó khóc. Rồi điện cho thằng con nói mẹ ơi mẹ bắt máy coi cha nói cái gì. Thì ổng nói là có em á thì anh không có biết trân trọng. Khi mà sắp mất em á, anh không thấy người đàn bà nào bằng em hết. Cho nên á anh thương em thôi. Thôi em rút đơn ly dị lại đi rồi mình vì con mà sống. Chị nói muộn rồi. Nguội lạnh rồi. Thực ra chúng ta có nhiều cách để uốn nắn cái tính tình của nhau. Đâu có thể nào mà cứu được người chồng người vợ mà cái gì cũng hẹp ý. Nhưng mà nếu như thương nhau, tôn trọng nhau thì chỉnh sửa bằng kiểu khác chứ đâu phải chỉnh sửa bằng bạo lực. Giờ chốt lại thì với một cái hành trình, thực ra đúng thật là có quá nhiều những cái điều mà chúng ta muốn biết, nhưng mà đúng thời lượng chương trình luôn có hạn. Vậy thì khi mà chị đến đây với chương trình ngày hôm nay bằng cái trải nghiệm của mình, thì cái điều mà chị rất là muốn chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình Người Thứ Ba là cái gì? Các em tuổi trẻ nó muốn xây dựng gia đình hoặc mà đến với một người nào đó, phải tìm hiểu khi nào xác nhận người đó là một nửa của mình thì hãy đến với nhau, mình mới tìm thấy hạnh phúc. Chứ đừng có như chị mà vì một cái gì, lý do, bất cứ một lý do nào đó, để rồi á vài tháng mình mới phát hiện không hợp nhau thì nó lỡ dở cuộc đời. Cảm ơn chị. Vậy thì giờ mình có quyết định bật đèn không nè, khi mà mình nói là giờ mọi sự nó đang ổn hết rồi. Chị xin phép chương trình, như xin phép em gái là đừng cho thấy mặt chị. Cái thứ nhất là ổng cũng đang làm ở quận 7. Rồi cái thứ hai nữa là bạn của con trai chị với bạn của con gái làm ở đây nhiều lắm. Chị cũng không muốn là phơi bài lên để người ta thấy mặt mình, nó cũng không hay gì mấy. Rồi sẵn đây chị xin gửi đến chương trình lời cảm ơn đã tạo điều kiện để chị đúc được cái nỗi lòng của chị. Chị lột bỏ hết cái những cái mà ấm ức trong lòng chị mà xưa giờ chị đã chịu đựng, chị cất giấu. Chị rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho chị có mặt hôm nay. Dạ cảm ơn chị. Quý vị khán giả thân mến, một cái câu chuyện mà cũng là một cái kịch bản quen thuộc thôi, nhưng mà như chúng ta kiểm nghiệm đó, chưa có một cái giọt nước mắt nào mà nó có vị mặn giống nhau trong chương trình Người Thứ Ba cả. Mỗi người, mỗi một tình huống, mỗi một cảnh đời, nó đều có những cái sự khác biệt. Có quá nhiều những bài học trong câu chuyện ngày hôm nay. Thực ra thì nó rất là nhiều điều để chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta cần phải có những cái sự tránh né, rút kinh nghiệm như thế nào. Nhưng mà thời lượng có hạn, mình chỉ hy vọng rằng là với câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta hiểu rằng nếu như chính mình không có sự tự tin, chúng ta không tìm thấy
những cái năng lực của mình thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái cuộc đời bị người khác thao túng. Và từ đó thì đôi khi ngay cả mạng sống của mình mà mình cũng không biết là có giữ được hay không. Ngay ở một cái nơi mà chúng ta vẫn gọi là nhà là nơi an toàn nhất, nhà là nơi để trở về. Chương trình thì đến đây thì cũng đã đến lúc phải chia tay nhau. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian, dành tâm tình, dành cái sự quý mến cho chương trình Người Thứ Ba. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người, và chắc chắn rồi chúng ta sẽ gặp nhau vào 20 giờ tối thứ ba tuần sau. Tạm biệt.